kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải SHFTZ và tọa đàm với lãnh đạo nhân đại thành phố, chính quyền thành phố Thượng Hải và lãnh đạo SHFTZ. Giới thiệu về khu thí điểm thương mại tự do, lãnh đạo khu thí điểm thương mại tự do cho biết, khu được thành lập từ tháng 9 năm 2013 là khu thương mại tự do đầu tiên được thí điểm thành lập nhằm thực hiện các chính sách mở cửa đa phương, đa dạng hóa của Trung Quốc. Đến nay, Trung Quốc đã có 22 khu tương tự. Tính đến cuối năm 2022, tổng cộng có 84.000 doanh nghiệp mới đã được thành lập tại khu thí điểm thương mại tự do. Riêng khu mới Phố Đông đã thu hút tới 18.691 dự án đầu tư nước ngoài mới, với số vốn đăng ký lũy kế đạt 217,2 tỷ đô la Mỹ. Quy mô thương mại hàng hóa tăng từ 207,6 tỷ đô la Mỹ năm 2013 lên 340,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn lãnh đạo khu thí điểm thương mại tự do đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, nhất là thông tin về cơ chế, chính sách, khung khổ pháp lý để vận hành khu thí điểm thương mại tự do. Chủ tịch Quốc hội mong nhân đại toàn Trung Quốc và chính quyền thành phố Thượng Hải tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng khung khổ thể chế đối với sự vận hành của các khu thí điểm tự do thương mại. Lãnh đạo thành phố Thượng Hải và khu thí điểm thương mại tự do khẳng định, trên cơ sở tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thành phố Thượng Hải và khu thí điểm thương mại tự do sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam, hoan nghênh và sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các ngành, lĩnh vực, địa phương của Việt Nam để cùng nhau phát triển. Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều ngày 11 tháng 4 tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Vương Đinh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam. Việt Nam và Vân Nam không chỉ gần gũi về mặt địa lý mà còn có quan hệ lịch sử gắn bó sâu sắc, nhu cầu và tiềm năng hợp tác của hai bên là rất lớn. Đến thăm Vân Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tăng cường giao lưu kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng điểm. Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh cùng bày tỏ vui mừng và đánh giá tích cực về những tiến triển của quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, đồng thời trao đổi các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả hai bên, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan, phối hợp giải quyết ổn thỏa các vấn đề tồn động và vụ việc phát sinh tại khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Vân Nam tiếp tục bảo tồn các địa chỉ đỏ cách mạng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã từng hoạt động. Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Vương Ninh khẳng định Vân Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, hải sản chất lượng cao của Việt Nam, tăng cường hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối cửa khẩu, thúc đẩy tiện lợi hóa và nâng cao hiệu suất thông quan, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hiện đại, năng lượng xanh, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục và du lịch. Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 đã diễn ra với lễ đón đoàn Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón đoàn. Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc diễn ra đến hôm nay 12 tháng 4. Sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới trong cái hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong khuôn khổ giao lưu, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã dự lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc, thăm và tặng quà trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, thăm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng đã có buổi hội đàm và thực hiện lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Việc tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 góp phần cụ thể hóa tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023.
Tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những bài học lịch sử từ chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị, đã, đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại hội thảo, các đơn vị đã nghe tham luận của các tác giả, đơn vị về các nội dung chống khuynh hướng tiêu cực, nâng cao quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch tại mặt trận Điện Biên Phủ, những bài học lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với lực lượng công an nhân dân, đồng bào các dân tộc Điện Biên trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, sức mạnh hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến thắng Điện Biên Phủ, bài học về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ chiến thắng Điện Biên Phủ để vận dụng phù hợp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới cùng những vấn đề và nội dung quan trọng về chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự án luật công đoàn sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý về các nội dung, tên gọi dự thảo luật, quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trách nhiệm của nhà nước với công đoàn, thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của công đoàn Việt Nam, quy định về tài chính công đoàn, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. Luật công đoàn ra đời làm sao đó để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, thì đây là một trong những cái nhiệm vụ phải nói là chúng tôi cũng rất là quan tâm trong thời gian vừa qua. Thì tổ chức tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý, thì tại điều 22 nó cũng nói là tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý, thì do đó cái điều này thì cũng nên bổ sung thêm cái chính sách hỗ trợ trợ giúp pháp lý của người cho người lao động. Tôi thống nhất là cái việc tập hợp cái người lao động nước ngoài vào tổ chức công đoàn này, mình cũng mạnh dạn kiến nghị luôn là cái tiền mà quỹ công đoàn mà 2% của quỹ lương á thì sẽ chuyển lên cho cái tổ chức công đoàn, thì sau đó tổ chức công đoàn cấp trên sẽ giữ và tổ chức công đoàn cơ sở sẽ trên cơ sở báo cáo hàng tháng và chúng tôi sẽ quản lý và chúng tôi cần chi tiêu cái gì, đảm bảo là cái quỹ của mình không để cho doanh nghiệp, mà nếu như không để cho doanh nghiệp thì sẽ không sợ là doanh nghiệp có sự cố gì xảy ra mà công đoàn mình không có cái quỹ tiền để chăm lo cho người lao động. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng nhấn mạnh việc sửa đổi luật công đoàn lần này là cơ hội để có thể hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động công đoàn. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự án luật phòng không nhân dân và luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, việc nhanh chóng xây dựng luật phòng không nhân dân là vô cùng cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc, phòng ngừa xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng an ninh trên không, chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Ngoài góp ý về từ ngữ bố cục của dự thảo luật, các đại biểu cũng đã góp ý về vùng đặc thù trong nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng không nhân dân, kết hợp đồng bộ giữa phòng không nhân dân và phòng không nghiệp vụ, phạm vi trách nhiệm của các bộ ngành trong quản lý thiết bị bay không người lái, thiết bị bay siêu nhẹ. Tôi nghĩ nước nào cũng vậy, phải có một cái sự đặc thù đặc biệt đối với vùng thủ đô. Điều đó quan trọng lắm, nhất là tình hình chiến sự hiện nay ở một số nơi. Cho nên tôi kiến nghị ở đây bổ sung một nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng không nhân dân, đó là được tổ chức đặc thù đối với phòng không nhân dân thủ đô và vùng thủ đô. Chúng ta cũng thêm một cái cụm từ, đó là khắc phục hậu quả do các hoạt động có sự tham gia của các phương tiện bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ gây ra. Tức là chúng ta chấp nhận hiện nay thì như vậy là được phép hay không được phép, nhưng mà vẫn có máy bay, nói chung là không người lái, rồi các cái drone Lycam nó rất là nhẹ, nó bay thì nó có thể gây ra hậu quả.
cho ý kiến về luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các đại biểu cho rằng cần phải sửa đổi bổ sung các khái niệm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, cũng như một số quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Ý kiến của các đại biểu sẽ được tổng hợp tiếp thu và làm cơ sở để ban soạn thảo hoàn thiện các dự thảo luật và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 khóa 15 tới đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ 2019-2024 với nhiều hoạt động được tổ chức cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn không ngừng được tăng cường và phát huy, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội về chủ trương chính sách của Đảng. Điển hình như ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm được tổ chức sôi nổi, đều khắp ở các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện. Qua đó, nhân dân đã đóng góp 7,2 tỷ đồng để thực hiện 509 công trình tại các khu dân cư, biểu dương 22.630 lượt gương người tốt việc tốt, 113.349 lượt hộ gia đình văn hóa. Trong nhiệm kỳ 2024-2029, huyện Củ Chi không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tập hợp vận động nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thực hành dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đại hội cũng đã chọn ra 70 đại biểu vào danh sách dự kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi nhiệm kỳ 12 và sẽ bế mạc trong hôm nay 12 tháng 4. Tại Việt Nam, vấn đề phát triển công trình xanh những năm gần đây cũng đã được quan tâm, tuy nhiên chưa phổ biến vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt các vấn đề về pháp lý và chính sách liên quan còn hạn chế cần hoàn thiện. Hội thảo quốc tế chính sách pháp luật về dự án công trình xanh ở Việt Nam và một số quốc gia do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cũng chính là một trong những nỗ lực nhằm tìm hướng ra cho vấn đề này. Tính đến năm 2023, Việt Nam ghi nhận hơn 400 dự án công trình xanh, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, đặc biệt là Singapore. Một trong những tồn động làm hạn chế sự phát triển công trình xanh trong nước là doanh nghiệp bất động sản vẫn còn e ngại khi tham gia phát triển lĩnh vực này do kinh phí đầu tư cao, kinh nghiệm phát triển công trình xanh chưa phổ biến và bộ tiêu chí đánh giá công trình xanh tại Việt Nam chưa hoàn thiện. Doanh nghiệp khi mà xây dựng các dự án thì họ vẫn quan tâm hơn tới cái yếu tố về hiệu quả kinh tế. Và ở góc độ chính sách nhà nước thì các cái pháp luật Việt Nam chúng ta hiện nay cũng chưa đưa ra những cái khung cứng để mà yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng các cái yếu tố về môi trường trong các dự án. Tại Singapore, đến cuối năm 2022 đã phủ xanh 55% tất cả các tòa nhà. Đất nước này cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 80% tòa nhà xanh, 80% các dự án phát triển mới sẽ là các tòa nhà mới. Ngay từ năm 2013, Singapore đã ban hành quy định yêu cầu tất cả chủ sở hữu tòa nhà phải gửi dữ liệu hiệu suất năng lượng của tòa nhà. Năm 2021, quyết định tất cả các tòa nhà phải công bố dữ liệu hiệu suất năng lượng, từ đó thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục về hiệu quả năng lượng trong môi trường xây dựng và đạt được mức cải thiện 80% về hiệu quả năng lượng. Hướng tới các công trình xanh tốt nhất, nỗ lực tập trung vào nghiên cứu và đổi mới là điều tối quan trọng để mở đường cho một môi trường xây dựng ít carbon. Chúng tôi cũng có nhiều chính sách phát triển xanh đã và đang triển khai tích cực. Bên cạnh đó cũng có thuận lợi là xu hướng thị trường cũng ngày càng hướng tới việc sử dụng các tòa nhà xanh. Đối với Việt Nam, tôi nghĩ cần phải xây dựng bộ tiêu chí tiêu chuẩn quốc gia của mình. Đây là điều hết sức quan trọng, bởi những bộ tiêu chí tiêu chuẩn này sẽ trở thành nền tảng để thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các dự án công trình xanh. Hiện nay, Bộ Xây dựng cùng với cơ quan liên quan của Việt Nam cũng đang trong quá trình phối hợp để xây dựng quy chế ưu đãi, hỗ trợ thuế, phí, tạo thuận lợi về thủ tục hồ sơ cho công trình tiết kiệm năng lượng và công trình xanh. Những tham luận của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tại hội thảo lần này với những nhận diện phân tích chuyên sâu khía cạnh pháp lý, kinh tế, môi trường và thực tiễn được xem là có ý nghĩa tích cực, đóng góp vào quá trình phát triển công trình xanh của Việt Nam trong thời gian tới. Từ đầu năm 2024, các cơ sở phát thải khí nhà kính tại Việt Nam phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định tại nghị định của năm 2022 của Chính phủ nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Dự kiến thì cả nước có khoảng 3.000 cơ sở sẽ phải thực hiện kiểm kê, báo cáo, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 doanh nghiệp cần thực hiện trách nhiệm này.
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải nhiều khó khăn, thậm chí còn mập mờ về khái niệm khí nhà kính. Do đó, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng về cả kiến thức lẫn kỹ thuật để thực hiện có hiệu quả việc lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo quy định trong thời gian tới. Kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, với sản lượng hàng tỷ sản phẩm bán ra thị trường mỗi năm, thời gian qua, doanh nghiệp này cũng không ngừng cải tiến cơ sở vật chất để đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh hóa. Tuy nhiên, cũng giống nhiều doanh nghiệp khác, hiện nay đơn vị vẫn chưa đủ tự tin để có thể tự làm báo cáo kiểm kê khí nhà kính. Do đó, việc chủ động tìm hiểu, nâng cao kỹ năng kiểm kê khí nhà kính đang được doanh nghiệp tập trung thực hiện. Doanh nghiệp sắp tới cần có sự đầu tư về kỹ thuật, về các cái phương tiện, các cái máy móc, từ đó tạo ra cái việc mà giảm dần khí nhà kính, trở thành một cái doanh nghiệp có trách nhiệm cho xã hội. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đơn giản hóa cách thức thực hiện và rút ngắn thời gian tính toán lượng phát thải khí nhà kính, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chứng nhận SGS Việt Nam và công ty cổ phần sàn giao dịch tín chỉ carbon ASEAN tổ chức khóa đào tạo đặc biệt lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, thu hút hơn 50 doanh nghiệp tham gia. Nếu mà bắt đầu vào cái công cuộc mà làm báo cáo kiểm kê khí nhà kính á, thì bắt buộc là mình phải có thu thập rất là nhiều nguồn dữ liệu, và để xử lý được cái nguồn dữ liệu đó thì mình cũng phải có đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng thông tin để mà xử lý được cái nguồn dữ liệu đó, cũng như là mình tính toán được cái phát thải đó như thế nào để mà báo cáo cho đúng. Các doanh nghiệp mà khi thực hiện được những cái chương trình như thế này thì rõ ràng là họ sẽ rất là có lợi thế, và họ đừng có suy nghĩ rằng cái việc mà áp dụng những cái chương trình về khí nhà kính đó là một phần chi phí, mà có thể gọi là một phần đầu tư lâu dài. Việt Nam là một đất nước mà đang trong cái trạng thái là thu hút các cái nguồn lực, và đặc biệt là về tài chính xanh cũng như là các nguồn lực về công nghệ để phát triển các cái giải pháp chuyển đổi xanh, các giải pháp giảm phát thải rất là tốt, và hiện tại là cái dư địa còn rất là nhiều vì rõ ràng là chúng ta chưa khai thác hết. Chúng tôi sẽ có một cái gọi là nguồn lực rất là tốt để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Các thị trường lớn, đặc biệt là thị trường châu Âu, ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về sản xuất bền vững và bảo vệ môi trường. Để tránh bị đào thải khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu, bắt buộc doanh nghiệp phải lựa chọn con đường xanh hóa sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu sống còn, mà còn là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Quân đội Israel ngày 11 tháng 4 cho biết nước này sẽ sớm mở một tuyến đường mới để cung cấp viện trợ nhân đạo cho phía bắc dải Gaza vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề. Theo người phát ngôn quân đội Israel, nước này đang xây dựng tuyến đường băng qua phía bắc. Đây là một tuyến đường bộ mới từ Israel vào phía bắc Gaza nhằm tạo điều kiện cho nhiều viện trợ hơn được chuyển trực tiếp đến dân thường ở những khu vực mà xe tải khó tiếp cận. Chúng tôi dự kiến có 58 xe tải đi qua mỗi ngày. Theo quyết định của nội các, chúng tôi đã làm việc với các đối tác quốc tế để mang thêm viện trợ từ biển qua cảng Ashdod, sau đó sẽ được vận chuyển xuống các cửa khẩu vào Gaza. Với các biện pháp mới này, Israel dự đoán số lượng xe tải chở thực phẩm, nước uống và thuốc men trung bình hàng ngày đến Gaza sẽ tăng dần từ 350 lên khoảng 500 chiếc. Ông Hagari cũng cho biết Israel đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để giải quyết những thách thức trong việc phân phối viện trợ bên trong Gaza. Hiện các đợt viện trợ quốc tế vào Gaza vẫn đang tiếp diễn. Cho đến nay, hơn 3.600 kiện thực phẩm và nhu yếu phẩm từ nhiều quốc gia đã được đưa vào Gaza trong 62 đợt thả hàng viện trợ. Ngày 11 tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật thay đổi cách huy động binh lính với mục tiêu tăng quân số khi cuộc xung đột với Nga đã sang năm thứ ba. Dự luật này gây ra nhiều tranh cãi và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh ở nhiều nội dung trước khi được thông qua. Dự luật được thông qua với 283 phiếu thuận, 49 phiếu trắng, là một phần quan trọng của giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine nhằm củng cố khung pháp lý đối với chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Một số điều khoản quan trọng của dự luật đã được tách thành luật riêng, trong đó có việc hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký thành luật vào đầu tháng 4. Quy động binh lính được đánh giá là vấn đề nội bộ gây tranh cãi nhất tại Ukraine. Khi cuộc chiến đang ngày càng căng thẳng, quân đội Ukraine phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn vì việc bổ sung quân cho các đơn vị, xây dựng lực lượng dự bị và cho phép các binh sĩ ở tiền tuyến được luân phiên trở về. Tại một cuộc họp báo vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky thông báo quân đội yêu cầu huy động 450.000 đến 500.000 lính. Tuy nhiên, sau một cuộc kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Tổng thư lệnh Zelensky cho biết con số nói trên là không đủ.
Ngày 11 tháng 4, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng Angara A5 sau 2 ngày liên tiếp phải hủy bỏ vào phút chót vì các trục trặc kỹ thuật. Tên lửa Angara A5 được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông. Sau khoảng 12 phút, tầng đẩy Orion đã tách khỏi tầng trên của tên lửa để tiếp tục đưa thiết bị thử nghiệm lên quỹ đạo mục tiêu. Trước đó, vào ngày 9 tháng 4, vụ phóng bị hủy 2 phút trước khi phóng do lỗi hệ thống điều áp của bộ môn di hóa ở khối trung tâm của tên lửa. Tiếp đó, trong ngày 10 tháng 4, tên lửa bị hoãn phóng do lỗi ở hệ thống kiểm soát khởi động động cơ. Angara là dòng tên lửa vũ trụ thế hệ tiếp theo của Nga, gồm nhiều loại với khả năng mang tối đa lên tới 37,5 tấn hàng, sử dụng nhiên liệu thân thiện hơn so với tên lửa Proton-M mà Nga đang vận hành từ giữa những năm 1960. Dự án Angara được Nga khởi động vài năm sau khi Liên Xô tan rã, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận không gian, ngay cả khi không có sân bay vũ trụ Baikonur mà Nga đang thuê của Kazakhstan. Nga dự định sử dụng tên lửa đẩy Angara để phóng các thiết bị thăm dò tự động vào quỹ đạo trái đất tầm thấp, đưa các mô đun của trạm không gian tương lai của Nga và các đoàn vũ trụ chở phi hành đoàn lên không gian. Thưa quý vị, khí mê tan là loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn cả khí CO2. Hôm qua thì các nhà lập pháp Liên minh châu Âu EU đã thông qua luật giới hạn lượng phát thải khí mê tan đối với các hoạt động nhập khẩu dầu, khí đốt và khai thác than đá ở châu Âu kể từ năm 2030. Luật mới sẽ làm gia tăng áp lực, buộc các nhà cung cấp quốc tế phải kiểm soát lượng rò rỉ của loại khí thải này. Theo đó, các đơn vị nhập khẩu dầu và khí đốt sẽ phải rà soát và khống chế lượng phát thải khí metan và nộp kế hoạch khắc phục cho cơ quan quản lý quốc gia trong vòng 9 tháng kể từ ngày quy định có hiệu lực, đồng thời đưa vào thực hiện việc cắt giảm khí thải metan trên thực tế trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, với ngành than đá, các nước EU sẽ phải liên tục đánh giá và báo cáo lượng phát thải khí thải metan từ việc vận hành các mỏ dưới lòng đất và đưa than đá từ mỏ lên mặt đất. Ngoài ra, các nước sẽ phải kiểm kê các mỏ than đã đóng cửa hoặc bỏ hoang trong 70 năm qua, ngoại trừ các mỏ đã bị ngập lụt hơn 10 năm. Đồng yên Nhật vừa giảm xuống mức 153 yên đổi 1 đô la Mỹ, đánh dấu mức thấp nhất trong gần 34 năm. Mức giảm sâu làm dấy lên kỳ vọng chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ngăn chặn đà suy giảm của đồng yên. Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho biết, Nhật Bản sẽ hành động phù hợp và không loại trừ bất cứ phương án nào để ngăn đồng yên biến động quá mức. Ông Kanda mô tả sự sụt giảm của đồng yên là nhanh chóng và lưu ý rằng biến động tiền tệ quá mức sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Lần rớt giá mới nhất của đồng yên diễn ra ngay sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 3 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự đoán là 3,4%. Những dấu hiệu có phần lạc quan về lạm phát tại Mỹ làm tăng thêm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Dữ liệu này đã kích hoạt thêm hoạt động mua đô la Mỹ và bán tháo đồng yên. Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ 3 lần vào năm 2022, khi đồng yên trượt xuống mức thấp nhất trong 32 năm là 152 yên đổi 1 đô la Mỹ. Các báo thông tin, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoãn đổi ngày làm việc để nối liền 5 ngày nghỉ dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và tổ chức ngày làm bù khác. Cụ thể, đối với công chức, viên chức, ngày làm việc này sẽ được hoãn đổi sang làm bù vào thứ Bảy ngày 4 tháng 5. Hoãn đổi như vậy, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27 tháng 4 đến hết thứ Tư ngày 1 tháng 5. Việc áp dụng giá điện hai thành phần là cần thiết, đảm bảo chi phí điện được tính sát với thực tế sử dụng điện, công bằng cho các bên. Tuy nhiên, cần phải minh bạch thông tin, có cơ chế giám sát một cách chặt chẽ hiệu quả. Đó là khuyến cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Bình, chuyên gia điện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ về phương án giá điện hai thành phần mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa đề xuất. Ông Bình nói, biểu giá điện hiện tại chỉ mới tính đến lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng mà chưa tính đến lượng công suất đấu nối. Việc áp dụng biểu giá điện này là không phù hợp bởi chi phí của các đối tượng sử dụng gây ra cho hệ thống là khác nhau. Một số thông tin đáng chú ý về vấn nạn đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Hiện nhiều khu chung cư không được cấp sổ hồng vì vướng thẩm định giá đã được cập nhật tại họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua.
Tại buổi họp, ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ việc hai bé gái thất lạc mẹ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã khởi tố bị can và bắt bị can. Công an quận 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng. Về giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, ông Hà cho biết Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát trên địa bàn các bệnh viện, tăng cường công tác phối hợp quản lý tốt thông tin về sản phụ, chứng sinh, khai sinh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi học tập để người dân nắm bắt được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người, từ đó nâng cao cảnh giác. Liên quan đến vụ nhiều khu chung cư không được cấp sổ hồng vì vướng thẩm định giá làm nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết có hai nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận: chủ đầu tư và người mua nhà chậm nộp hồ sơ giấy chứng nhận và về vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính bổ sung. Sở cũng đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xác định các trường hợp có thay đổi chỉ tiêu quy hoạch mà không lập tăng hệ số sử dụng đất được xác định là không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã trình đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, 1 điểm tầm cao, 15 điểm tầm thấp. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bất chấp những thách thức đang diễn ra, các động lực mạnh mẽ và nhu cầu nhà ở lớn chưa được đáp ứng dự kiến sẽ hỗ trợ thị trường căn hộ Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi một khi những hạn chế về nguồn cung được dỡ bỏ và niềm tin được cải thiện. Đây là nhận định của Savills Việt Nam trong báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh quý 1 năm 2024. Trong quý 1, nguồn cung sơ cấp giảm mạnh 35% theo quý và 28% theo năm, xuống còn 4.922 căn. Tình hình bán hàng trầm lắng trong quý đầu năm do hoạt động bán hàng bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cũng như nhiều chủ đầu tư dành thời gian để tinh chỉnh chiến lược của mình. Do thị trường khó khăn, hầu hết các chủ đầu tư đều đưa ra phương thức thanh toán kéo dài 2 năm cùng với chương trình ân hạn gốc và lãi. Lãi suất thế chấp ưu đãi trong vòng 15 năm lần đầu tiên xuất hiện tại Vinhome Grand Park. Ngoài ra, nhiều dự án cũng đang cung cấp chiết khấu lớn lên tới 24% cho phương thức thanh toán tiêu chuẩn nhằm thu hút khách hàng và thúc đẩy lượng bán. Savills đánh giá một số yếu tố quan trọng sẽ hỗ trợ thị trường như Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo để nhanh chóng đề xuất Quốc hội dời ngày triển khai thi hành luật đất đai mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 lên ngày 1 tháng 7 năm 2024. Lãi vay mua nhà giảm sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở và gia tăng lượng giao dịch khi các dự án tương lai mở bán. Trong 9 tháng còn lại của năm 2024, nguồn cung tương lai dự kiến sẽ cung cấp khoảng 8.400 căn từ 25 đợt mở bán tiếp theo và 3 dự án mới. Tiếp sau nhiều quận huyện và thành phố Thủ Đức, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt đội chuyên trách kiểm tra, xử lý bắt chó thả rong và động vật mắc bệnh dại có dấu hiệu mắc bệnh dại trên địa bàn 11 phường. Ngay sau lễ ra mắt, 11 đội bắt chó thả rong trên địa bàn quận Tân Phú đã được triển khai tuần tra kiểm tra, thực hiện việc tuyên truyền đến từng nhà, từng hẻm, từng tuyến đường trọng điểm, vốn thường xuyên bị phản ảnh về nguy cơ tiềm ẩn từ chó thả rong gây ra. Theo chủ trương này thì hợp lý đi, tại vì có những con chó nó to thì sẽ mọi người sẽ rất là sợ, với lại nhiều con chó nó cũng không có kiểm soát được. Chúng ta tuyên truyền sâu rộng đến người dân nhằm hạn chế thả chó ra đường. À, vấn đề nữa là nó gây vấn đề phóng uế, gây bừa bãi, mất mỹ quan đô thị trên thành phố của chúng ta. Sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức mà tiêm phòng mà cho bệnh dại và đảm bảo là trong cái quý 2 là sẽ tiêm toàn bộ cho các cái đàn chó mèo ở trong địa bàn của phường. Theo quy định, vật nuôi thả rong sau khi bị bắt sẽ được nuôi nhốt tại Ủy ban Nhân dân phường trong vòng 48 tiếng. Sau khi nhận được thông báo nếu nhận lại vật nuôi, chủ vật nuôi có thể bị phạt hành chính đến 4,3 triệu đồng cho các hành vi không tiêm ngừa bệnh dại cho vật nuôi, không rọ mõm, xích giữ chó ngoài nơi công cộng để vật nuôi phóng uế bừa bãi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.